tạp chí Hi-Fi TV xin kính chào quý vị và các bạn. Nghe đĩa than và chơi mâm đĩa than đã và đang là một phong cách nghe nhạc rất đặc biệt. Người chơi tìm đến hình thức nghe nhạc này thường là những người rất tinh tế và có đôi tài rất khó tính. Lý do vì âm thanh của đĩa than là tiếng mộc, có những nét đặc trưng riêng khác biệt với âm thanh digital và việc đầu tư vào đĩa than đòi hỏi người chơi phải có những hiểu biết nhất định. Tuy nhiên, thú chơi tưởng như quý tộc này đôi khi không đòi hỏi người chơi phải đầu tư một khoản tiền quá lớn và những mâm đĩa than được giới thiệu dưới đây có mức giá vừa phải, đến từ những thương hiệu quen thuộc với người dùng ở Việt Nam, sẽ là những bước đi đầu tiên vững chắc cho những audiophile đang bắt đầu làm quen với thế giới của mâm đĩa than. Pioneer PL990 là một trong những mâm đĩa than có tuổi đời không dưới 15 năm, xuất hiện từ lâu ở Việt Nam và được rất nhiều người tin dùng. Mâm đĩa than mang phong cách cổ điển của thập niên 60-70, sở hữu kích thước rất nhỏ gọn, chiều cao 100mm, chiều dài 420mm và chiều rộng 342mm, khối lượng 2,65kg. Tất cả khiến Pioneer PL990 trở thành một trong những mâm đĩa kích thước nhỏ nhất, có thể đặt ở bất cứ đâu trong không gian nghe nhạc mà không làm ảnh hưởng đến kiến trúc tổng thể. Khối thân máy kết hợp cùng các chân đế tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, chống rung chấn tốt. Sở dĩ Pioneer PL990 được đánh giá là một mâm đĩa than phù hợp với người mới chơi vì 3 lý do: giá thành hợp lý, khả năng thiết lập dễ dàng và tự động chơi. Điều đó đồng nghĩa với việc người nghe không mất nhiều thời gian tập trung vào các thông số khó hiểu như Zenith, HTF hay VTA. Thay vào đó, người chơi chỉ phải đặt đĩa vào mâm, bấm nút play và ngồi xuống tận hưởng âm nhạc. Ngoài ra, mâm đĩa than còn được tích hợp mạch phono equalizer để chỉnh âm, rất thích hợp cho các DJ. Bên cạnh đó, motor sử dụng cho Pioneer PL990 có chất lượng rất tốt, đảm bảo tốc độ quay ổn định, giúp mâm xoay không bị rung lắc khi chơi. Đi kèm với đầu đĩa than còn có sẵn hộp kim và kim đĩa than. Hộp kim được lắp cố định ở tay cơ, nhưng kim có thể tháo rời để thay bằng kim khác. Máy có hai tốc độ là 33 và 45 vòng trên phút. ATLP60 là mâm đĩa than dành cho những người mới thử sức với loại hình âm nhạc này. Bởi vậy, Audio Technica đã thiết kế cơ chế tự động cho sản phẩm. Người dùng chỉ việc đặt đĩa vào và nhấn nút play, ATLP60 sẽ tự động nhận diện kích thước đĩa và tốc độ quay đĩa thích hợp. Phần mâm xoay được làm từ nhôm rất bền bỉ, đồng thời còn đảm bảo cho toàn bộ thiết bị hoạt động ổn định. Mâm đĩa than này được tích hợp sẵn preamp để tối giản hệ thống chơi nhạc. Và theo Audio Technica, chỉ cần mất hơn 1 phút để lắp ráp sản phẩm này vào hệ thống âm thanh. Nhà sản xuất đồng thời bán kèm nắp che bụi để người dùng dễ bảo quản. Bên cạnh đó, ATLP60 còn sử dụng hộp kim nam châm kép có khả năng tạo tín hiệu audio tốt hơn so với hộp kim gốm thông thường. Nhược điểm nhỏ duy nhất là do Audio Technica đã chỉnh lực trượt của hộp kim cố định nên hộp kim được lắp cố định vào tay cần, không thể thay bằng hộp kim khác. Bù lại, đầu kim có thể hoạt động 400 giờ và thay thế bằng các đầu kim ATN3600L hoặc ATN3600DLXI. Bên cạnh đó, kích thước của máy cũng rất nhỏ gọn, dài 360mm, cao 97,5mm và rộng 356mm. Bởi những lý do này, ATPL60 là một trong những mâm đĩa than cơ bản được ưa chuộng nhất trên thế giới hiện nay. Music Hall là thương hiệu đến từ Mỹ giống như Project Riga. Nếu như Project Riga khá nổi tiếng ở Việt Nam thì ngược lại, Music Hall chưa thực sự phổ biến lắm. Music Hall USB One là một trong những mâm đĩa than thuộc dòng sơ nhập của hãng với mức giá bình dân nhất. Giá thành của Music Hall USB One sở dĩ khá thấp là vì phần thân máy của mâm than được làm từ nhựa. Một số bộ phận cũng được chế tạo từ loại vật liệu này. Nhiều người có thể không thích mâm nhựa, nhưng quan trọng nhất là chất liệu không làm ảnh hưởng đến khả năng trình diễn. Music Hall USB One sử dụng dây Cura chất lượng khá tốt để xoay mâm. Do đó khi hoạt động, máy chạy rất êm, không gây ra bất cứ tiếng ồn khó chịu nào, đồng thời duy trì được tốc độ quay mâm khá chính xác. Tay cơ chữ S của mâm cũng dễ dàng nâng cấp để sử dụng những tay cơ cao cấp hơn. Ngoài ra, máy còn có cơ chế chống trượt để đảm bảo khả năng trình diễn tốt nhất hay tính năng chuyển đổi tín hiệu analog sang digital qua cổng USB out. Music Hall USB One có hai tốc độ là 33 và 45 vòng trên phút. Sony PSLX300 USB là một trong số không ít các mâm đĩa than dùng dây Cura chạy tự động hoàn toàn của hãng. Ngoại hình đơn giản đã nói lên một điều, chiếc mâm than này được thiết kế gần như chỉ để thực hiện những chức năng cơ bản nhất của mâm đĩa than. Tốc độ của mâm đĩa than có hai mức, 33 và 45 vòng trên phút. Đầu ra của chiếc mâm đĩa than này có hai loại, một là USB và hai là mạch Line Level. Điểm tiện lợi của mâm đĩa than này là nhà sản xuất có phát hành một phần mềm đi kèm để lưu cấp bản nhạc từ đĩa than dưới dạng dữ liệu số.
âm thanh của PSLX-300 USB rất tuyệt vời so với các mâm đĩa than cùng tầm giá, khiến đây là một lựa chọn sáng giá trong số các mâm đĩa than có mức giá dưới 7 triệu đồng. Lenco L85 là chiếc mâm đĩa than loại Plug and Play, có nghĩa là cắm và chạy. Gọi như vậy là bởi vì chiếc mâm đĩa than này đã được nhà sản xuất Lenco thiết lập từ trước và người dùng chỉ việc cắm điện là xong. Sản phẩm chủ yếu được làm bằng nhựa, cực kỳ nhẹ và nổi bật trong những màu sắc xanh lá, đỏ, vàng, đen, trắng hay xám. Tuy vậy, khả năng chống rung chấn của mâm đĩa than này vẫn rất ấn tượng. Lenco trang bị cho sản phẩm của mình một cặp đầu vào RCA, cổng vào USB để vừa có thể kết nối analog, vừa chơi nhạc số. Chiếc mâm đĩa than này sẽ mang đến cho người nghe những trải nghiệm hấp dẫn và ấn tượng với âm thanh mượt mà, trong trẻo của những bản nhạc. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi tìm hiểu về những mâm đĩa than có giá thành hợp lý nhất cho người chơi mới bắt đầu tập chơi. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.